chào bác nhá. Hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu mọi người lô máy bơm nước này, thổi lá hàng Nhật bãi nhá, phun phân, phun vôi, xạ lúa nhá. Số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Anh em nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng với em. Cái lô này sẽ là lô chữ BT nhá, sẽ gồm có máy bơm nước mini 2 thì 4 thì này, máy thổi lá này. Đấy, máy thổi lá và máy phun phôi, phun phân. Đấy, phun lúa nhá các anh nhá. Rồi giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên con BT1. BT1 này con bơm Kawasaki cực kỳ là đẹp các bác này. Con này thì siêu vít luôn. Đấy, con này thì bơm của Kawasaki, dòng bơm này thì chạy bao các bác là cực kỳ là bốc nha con bác. Con BT1 này. Con này nó sử dụng cái động cơ của Kawasaki TF22, động cơ là 23cc nòng 32 ly. Đó. Bơm của nó thì rất là ngon. Đấy, bơm này thì bơm rất là xa nha. Con này thì cột áp lên tới là 35m này, lưu lượng nước là 110 lít trên phút nhá. Mà dòng Kawasaki này thì bao các bác là xài cực kỳ là bốc nhá. Máy rất là mới, các bác nhìn cái đế đĩa của nó này, rất là mới nhá. Trọng lượng con này chỉ là 4,5 kg, rất thích hợp cho các bác nào mình tưới tiêu nhá, ngoài đồng, ngoài ruộng. Đấy, rất là ok luôn. Con này thì bán cho anh em giá 1,3 triệu thôi. Hàng siêu VIP, siêu đẹp nhá. Như trong thùng này, bán giá rất là mềm, 1,3 triệu bao phí ship cho các bác. Rồi, tiếp theo cái lô ngày hôm nay thì con số 2, BT2 có con bơm cũng là bơm 2 thì, con này bơm của Robin nhá. Con này Robin bình xăng dưới nhá. Đấy, đời cao, xài bao các bác là rất là lợi xăng. Con này thì mã của nó ECU25, sở hữu cái động cơ là 26cc 34 ly. Đó. Máy rất là đẹp này, máy thì như mới luôn. Ốc áng của nó 7 màu hết cho các bác nhá. Ốc áng của nó 7 màu. Đây, bồ biếc này, như mới luôn, như chưa xài nhá. Bình xăng thì trắng bốc. Nói về thông số kỹ thuật của bơm, con này là 110 lít trên phút, cột áp là 35m này. Động cơ là của Robin, chạy bao lợi xăng 26cc 34 ly nhá. Máy rất là đẹp. Rồi, tất cả máy này thì bên em đã làm nổ ok cho bác rồi nhá. Đó. Rồi tiếp theo con số 3 ngày hôm nay. Số 3 ngày hôm nay có con bơm của Cosin. Con này thì rất là đẹp này. Con này mã của nó là KC26. Đấy, Cosin. Con này thì sở hữu động cơ cũng là 26cc 34 ly, chụp giật thì nó là chụp giật trợ lực luôn này. Đó. Con dòng này thì bình xăng dưới thì chạy bao các bác là rất là lợi xăng và rất là bền máy nhá. Đó, đời cao. Máy móc này, bơm thì bơm hệ luôn nhá, bơm hệ rất là chắc chắn. Con này thông số kỹ thuật của bơm là 110 lít trên phút, cột áp là 32m. Đó. Bồ biếc này trắng phao luôn này, như mới luôn ạ. Con này thì giá là 1,5 triệu nhá. Bơm bao bền, bao mạnh, bao lợi xăng luôn, rất là đẹp. Rồi tiếp theo. Số 4 này hôm nay có con bơm. Mazu Zangma. Đó, bơm Mazu Zangma thì siêu hệ luôn nha các bác nhá. Tem ma còn này rất là đẹp. Con này thì BP252, sở hữu cái động cơ là 26cc 34 ly. Đó, chế thì xài chế là gà ngà của Anvaro. Con này những cái đời Mazu thì đời rất là cao nhá, xài bao VIP cho các bác luôn. Con này thì tum các bác về cắt ra làm máy cắt cỏ ok luôn. Đó. Bơm của nó là bơm của Mazu luôn nhá các bác nhá. Bơm của Mazu luôn, rất là đẹp. Con này thì lưu lượng nước là 115 lít trên phút, cột áp của nó là 35m các bác nhá. Họng ra họng vào là 34. Máy 26cc 34 ly nhá. Con này giá là 1,7 triệu. Dòng Robin là cái bơm đời rất là cao, xài thì rất là ngon nhá. Dòng Mazu rất là ngon. Rồi, con này giá là 1,7 triệu bao phí ship nhá. Tiếp theo. Số 5 có con bơm này, con bơm này là bơm 4 thì nhá, dành cho các bác nào muốn xài những cái dòng mà xăng riêng nhớt riêng, mình không phải pha xăng pha nhớt. Con này thì sở hữu cái động cơ là 26cc 34 ly, con này bơm Robin Subaru nha các bác nhá, là bơm Robin nhá. 4 thì, đây là buồng nhớt này, đây là buồng xăng. Thì các bác nào muốn mua con máy xách tay mini đấy, về đặc biệt các chị em phụ nữ dùng xăng riêng nhớt riêng cho nó dễ xài thì các bác có thể tham khảo con này. Con này tổng lưu lượng nước là 110 lít trên phút, cột áp của nó là 35m các bác nhé. Họng ra họng vào là 34. Bơm thì là bơm của Cosin này. Đó. Máy này một màu đen rất là khỏe luôn. Con này thì máy cũng đã nổ rồi nhá. Con này giá là 2 triệu bao phí ship, bơm 4 thì các bác nhé. Rồi tiếp theo. Số 6 ngày hôm nay thì với số 6, số 7 là hai con thổi lá thì xách tay dành cho các bác nào mình vệ sinh sân vườn. Đó, vệ sinh sân vườn hay các bác đặc biệt các bác là làm công việc là bảo vệ trường học này, bảo vệ công cộng này, hay là các bác đi thổi đường, thổi lá cao su, thổi lá điều các kiểu nhá.
thì các bác có thể tham khảo mấy con thổi lá cầm tay này này, rất là ok đó. Đầu tiên thì có con thổi lá đến từ thương hiệu của Estin. Estin là một thương hiệu rất là lớn, các bác có thể biết nhá, nó là thương hiệu mà những cái nông ngư cơ có thể nói là số 1, số 2 thế giới rồi. Quá là chất lượng, quá đẳng cấp luôn. Con này thì sở hữu cái động cơ là 26cc, 34 ly nhá. Chụp giật thì trợ lực này, ống yếc còn zin hết nhá. Máy móc thì bên em đã làm nổ ok hết cho các bác này. Đấy. Estin này. Đó. Trọng lượng máy là chỉ cần tầm 4,5 kg thôi. Chạy thì bao các bác là rất là lợi xăng. Rồi, con số 6 này giá là 2 triệu nhá, bao phí ship, còn thổi lá Estin siêu VIP cho các bác luôn. Rồi tiếp theo số 7. Số 7 ngày hôm nay có con thổi lá Hupana này các bác nhá, Hupana. Đó. Con này thì mã của nó là Hupana 125 này. Động cơ là 26cc 34 ly, con này siêu VIP luôn nhá. Đấy, tất cả những cái động cơ 2 thì của Hupana nhá, nó rất là đẳng cấp. Máy cắt cỏ, máy cưa, máy thổi lá siêu VIP. Đây, logo Hupana này. Đấy, máy ống áng. Ống con này nó dài tới 1 mét luôn các bác nhá. Hai đoạn, các bác nào muốn thổi to thì các bác tháo cái này ra. Các bác nào thích thổi nhỏ thì các bác đóng kia vào, cho thêm cái đầu nối vào các bác nhá. Đó. Hupana này, logo Hupana nó quá quen thuộc so với anh em nào mà hiểu về cái dòng máy thổi lá này. Đó. Con này thì giá là 2,4 triệu nhá, con số 7. 26cc 34 ly, 2,4 triệu bao phí ship nhá. Máy móc thì đã nổ hoàn lành hết rồi. Và anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976123370 nhá. Rồi, số 8, số 8, số 9, số 10. Ngày hôm nay thì có 3 con thổi lá đeo vai này. Thổi lá đeo vai này thường nó là công suất nó lớn, thì rất là thích hợp cho anh em nào mình thổi lá cao su các kiểu, hay các bác muốn thổi kiểu mạnh. Đấy, làm cái công việc mà như kiểu mà vệ sinh cái đường này này, đấy, thổi những cái hạt bụi như hạt cát, hạt sỏi nhá, thì cũng rất là ok luôn. Bao mạnh luôn. Đó. Rồi, thì đầu tiên con số 8 này. Số 8 này là con thổi lá, con này là thổi lá đến từ thương hiệu của Mazujangma nhá các bác nhá, Mazujangma. Con này thì công suất nó khá là lớn. Công suất nó lên tới 53cc nhá, 53cc, chụp giật thì trợ lực lớn này. Mazujangma, máy móc thì bên em đã là làm nổ hết cho các bác rồi nhá. Đó. Con Mazujangma, dòng Mazu này thì chạy nó rất là lợi xăng. Rất là lợi xăng luôn nhá. Đó. Máy thì còn nguyên nha các bác nhá. Con này thì Mazujangma thổi bao mạnh luôn, công suất nó lên tới 53cc. Đó. Số 8 này thì giá của nó là 3 triệu nhá, siêu VIP luôn cho mọi người. Đó. Máy thì làm đổ ngon lành, cảnh đáo hết cho các bác nhá. Bao các bác là đi thổi đường được thoải mái luôn, chứ đừng nói bảo thổi lá. Đó. Con này thì giá là 3 triệu này, bao phí ship nhá. Đây, tay lái nó nằm ở đây nhá. Mình chuyển ra bên này. Đó. Ok, con này giá 3 triệu bao phí ship. Rồi con số 9. Số 9 ngày hôm nay con thổi lá dấu pin này, con này là FL500. Con này là công suất của nó là 45cc nha các bác nhá, 45cc. Đó, một con dấu pin. Dòng này thì sẽ được bao VIP bao bền luôn cho mọi người. Đó, máy thì đã làm nổ ok hết cho anh em rồi nhá. Đây. Rất là đẹp nhá. Đó. Con này thì máy dấu pin. Trọng lượng con này thì vì là đeo vai, nó trọng lượng rơi tầm 10 kg nha anh em nhá. 10 kg, công suất là 45cc. Con này thì giá là 2,7 triệu nhá, bao phí ship. Con số 9, số 9 giá 2,7 triệu bao phí ship. Rồi, tiếp theo số 10. Số 10 ngày hôm nay có con thổi lá siêu VIP này. Con này thổi lá của ốc chai nha các bác nhá. Ốc chai của Mitsubishi ạ. Đó. Đó là VIP luôn. Con này thì công suất của nó là 40,2cc này. Con này thổi lá của Kawasaki nha các bác nhá. Kawasaki này. À, Kawasaki các bác nhá. Đó, 40,2cc. Kawasaki thì anh em biết rồi nhé, động cơ của nó bên cắt cỏ thì cái dòng TH34, TH43 thì anh em có thể biết rồi, nó quá là VIP luôn nhá. Con này thổi lá Kawasaki. Đấy, tay của nó tay nhựa, tay đời cao luôn nha các bác nhá. Đó. Máy móc thì mới luôn này. Con này thì các bác làm thổi quá là VIP luôn. Thổi đường ở trước rất là VIP nhá. Con này thì giá là 3 triệu nhá, bao phí ship con số 10. 3 triệu bao phí ship cho các bác đây. Rồi, tiếp theo số 11. Số 11 ngày hôm nay có con full vôi. Con này thì full vôi nhá. Đó, con này thì em cũng không biết nó xạ lúa hay không. Đây. Đây. Đây, cái
bên này thì có thể xạ lúa được nha các bác nhá. Phun vôi rất là ok. Bên này thì máy rất là đẹp. Một con bình Qzit Echo nhá. Quá là đẹp luôn này các bác này. Đó, máy thì như mới luôn. Như mới luôn anh em ạ. Đó. Máy thì dọn nổ ngon lành cành đào hết cho mọi người nhá. Về cứ thế là dùng dài rất là đẹp. Đây, điều khiển bên tay này nhá. Bình con này là bình 10 lít nha anh em nhá. Bình là bình 10 lít. Đó. Rất là đẹp. Vip luôn. Con này công suất của nó là 35cc nhá, 35cc. Đó, máy thì như đẹp luôn, như mới luôn anh em nhá. Này thì phun vôi, phun xạ lúa khá là ok, bình là bình 10 lít. Các bác nào thích cái bình nhỏ thì các bác có thể tham khảo con này. Máy thì như mới luôn, chụp giật thì trợ lực nhá. Con này thì bán cho anh em giá 2,7 triệu nhá, bao phí ship. Rồi tiếp theo con cuối. Cùng ngày hôm nay con thổi lá này, con xạ lúa này, phun vôi siêu VIP cho các bác con răng ma. Mã con này là FS60AS nhá. Con này thì quá đẳng cấp luôn. Công suất nó siêu lớn luôn. Các bác nào muốn mua con công suất lớn, thổi mạnh thì các bác có thể tham khảo con này nhá. Con này công suất nó lên tới 60cc. Máy thì rất là đẹp. Các bác nhìn cái bình xăng của nó này như mới luôn này, như chưa xài. Bình của này con này thì tem mác lúc đầu về nó còn, nhưng mà trong cái quá trình mà em xịt rửa bằng cái súng cao áp thì nó bay hết cái tem đi rồi. Đó. Máy con này thì của răng ma, máy thì zin từ A đến Z cho các bác luôn. Và đặc biệt con này thì nó có đề nha các bác nhá. Có đề nha các bác này. Đó, đây là nút đề các bác nhá. Đó, con này thì có đề luôn cho anh em nhá. Anh em nào về chế xe pin 12V nhá thì đề được nhá. Em thử đề bằng cái bình ắc quy 12V nhà em. Bình ắc quy xe máy là máy có đề các bác nhá. Máy có đề. Đó. Con này thì phun siêu mạnh luôn, công suất nó 60cc. Siêu VIP luôn nhá. Đó. Con này thì cái tem này để em tìm lại, có thì em dán này cho các bác. Xịt vào súng cao áp nó bay mất tem đi rồi. Đó. Bình thì con này bình là bình 20 lít nhá. Bình con này là bình 20 lít các bác nhá, bình khá là lớn. Con này thì bán cho anh em giá là 4 triệu nhá, bao phí ship còn 12. Giá là 4 triệu này, bao phí ship, máy rất là mới. Đây, các bác nhìn này. Như mới luôn này. Con này thì đặc biệt nó có đề. Anh em nào về mình chế cái xe pin là 12V nhá. Đấy, mua cái xe pin mà ngoài tiệm khoan pin nó cũng có. Đấy, các bác về gắn vào đằng sau đây, tháo cái nắp này ra là có cái chỗ mà bắt hai cực âm cực dương nhá. Các bác về gắn đề vào thì dùng nó rất là tiện luôn. Con này thì bán anh em giá là 4 triệu bao phí ship nhá. Đó. Rồi ok, bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp là qua số điện thoại là 0976 2330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.